thông báo gia hạn thời gian đăng ký cuộc thi Tiếng Hát Tuy Phong lần thứ 2 năm 2023 nhằm tạo cơ hội cho người dân hưởng ứng có thêm thời gian đăng ký cuộc thi Tiếng Hát Tuy Phong lần thứ 2 năm 2023. Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thông báo số 192 thống nhất việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023. Theo đó, công dân đang sinh sống và làm việc tại huyện Tuy Phong và trên khắp cả nước từ 18 tuổi trở lên đều được đăng ký tham gia cuộc thi. Các cá nhân đã đạt giải cao trong các cuộc thi tiếng hát liên hoan đơn ca cấp tỉnh trở lên, cá nhân đạt giải nhất cuộc thi Tiếng Hát Tuy Phong lần thứ nhất năm 2022, các diễn viên ca sĩ đang công tác ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp không được tham dự. Hồ sơ đăng ký gồm mẫu đăng ký của ban tổ chức, một bản photo căn cước công dân, một ảnh thẻ 4x6cm, số điện thoại đăng ký sử dụng Zalo. Thí sinh đăng ký tiết mục dự thi các chủ đề về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc ta, ca ngợi sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước. Ban tổ chức sẽ chốt danh sách thí sinh tham gia cuộc thi đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Tuy Phong hoặc đăng ký gửi qua địa chỉ mail công vụ của Trung tâm. Thí sinh cũng có thể đăng ký dự thi qua số điện thoại 0919 011 811 đồng chí Nguyễn Nam Tiến hoặc gửi bản scan đơn đăng ký và căn cước công dân cho ban tổ chức qua Zalo 0919 011 811. Cuộc thi Tiếng Hát Tuy Phong giúp phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tìm kiếm tài năng giọng hát cho nền âm nhạc huyện Tuy Phong. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ.